Chào mừng các bạn đã đến với Misu Rosemary Lado và Hương Việt Nam Châu. Các bạn ơi, nợ các bạn cái video để muối cà này đã rất là lâu rồi. Nhưng bởi vì là đến hôm nay Misu mới mua được cà ngon, cho nên là Misu mới làm video để chia sẻ với các bạn cách muối cà pháo thật giòn, thật ngon, không bị váng, không bị thâm đen. Truyền thống của người miền Bắc nha các bạn. Trước hết là Misu xin cảm ơn bạn Bội Ngọc Nguyễn đã mua cho Misu cà rất là ngon để Misu có thể làm video chia sẻ với các bạn, vì là dạo này ở trên New York Misu tìm mãi không mua được, cho nên bạn Bội Ngọc Nguyễn đã mua để gửi cho Misu. Và Misu cũng giới thiệu với các bạn, thường là người ở miền Bắc thì hay nấu hay muối cà xanh, nhưng ở bên này thì Misu không tìm thấy những cái loại cà pháo giống như ở nhà, mà có cái loại cà này các bạn này, đây ở Mỹ các bạn có thể tìm thấy ở các chợ ở châu Á, chợ nào cũng có, và tên của nó người ta gọi là Thái Eggplant, tức là cái người ta nói là cái cà này đó là cà của Thái đấy các bạn, nhưng mà nó rất là ngon các bạn ạ. Cái hạt nó không bị già quá mà cái ruột của nó rất là ngon, đồng thời cái mình muối á, ăn cái cà này nó giòn, vô cùng là giòn các bạn ạ. Thì Misu giới thiệu với các bạn, đây Misu nhắc lại là Thái Eggplant nha các bạn, cà rất là ngon. Thì ở đây là bạn Ngọc, Bội Ngọc có mua cho Misu, đây là 4 pound tức là 2 kg, nhưng mà Misu sẽ muối làm mấy lọ để chia cho mọi người nữa, cho nên Misu sẽ nói liều lượng ở đây chỉ là một với 1 kg thôi nhá, và liều lượng thì các bạn cứ nhân lên. Tiếp theo, để cho cà nó thật ngon, giòn và nó thơm thì chúng ta cần có một số các nguyên liệu phụ theo sau đó, đó là riềng này các bạn, không có riềng thì các bạn có thể cho gừng vào nhé, và riềng thì chúng ta cần là khoảng độ một nhánh gừng hai đốt ngón tay đấy, một nhánh riềng hai đốt ngón tay đấy các bạn. Tiếp tục ớt thì các bạn có thể dùng với ớt cay hoặc là ớt không cay các bạn cho vào cũng được. Tỏi thì các bạn sẽ dùng khoảng độ mỗi 1 kg thì Misu sẽ dùng là 5 cái nhánh tỏi to. Tiếp theo nữa là đường và muối. Lần này khác với lại dưa nhưng các bạn, muối cà chúng ta sẽ dùng đường trắng. Ở đây là và tỷ lệ thì là 2 muối 1 đường, có nghĩa là 2 tablespoon muối thì 1 tablespoon đường. Misu sẽ ghi hết tất cả xuống dưới. Ngoài ra thì còn có những cái mẹo muối dưa cà của mấy chục năm nay của gia đình Misu và Misu học được, Misu cũng sẽ chia sẻ hết cho các bạn làm sao mà cho muối cà thật ngon. Tuy nhiên còn một điều nữa Misu nhắc với các bạn là đầu tiên để muối cà được ngon giòn thì khi mua về chúng ta sẽ để cho Misu ở chỗ thoáng mát hoặc là chỗ có nắng một ngày cho nó cà nó hơi héo héo lên một chút như thế này nha các bạn, nó khô lại. Thì lúc đấy nó sẽ giòn, nó sẽ ngon. Tiếp theo nữa là Misu nhắc là muối dưa, muối cà, Misu xin nhắc lại là luôn luôn các bạn dùng bằng dụng cụ muối là các lọ thủy tinh hoặc là các hũ sành sứ là tốt nhất, không dùng bằng nhựa, tất cả các đồ bằng nhựa không dùng để muối dưa cà với những cái loại mà lên men chua nha các bạn. Kể cả là rất nhiều bạn nói rằng là để nén dưa cà này dùng bằng túi ni lông để cho vào cái nước muối dưa, nhưng mà cũng rất nguy hiểm, không tốt cho sức khỏe, cho nên Misu cũng không dùng. Và Misu biết là cái đấy là để nén cà xuống, nhưng các bạn cũng không dùng nhé. Chúng ta sẽ chọn các dụng cụ và Misu cũng lấy luôn cái cốc để đựng muối đường này, cũng là cái dụng cụ để Misu nén xuống. Còn nếu mà ở nhà thì người ta sẽ dùng dụng cụ nén bằng các vỉ mây che đan đấy các bạn. Người ta ép nó xuống và sau đó thì người ta sẽ chặn một cái bát bằng sành sứ lên trên, chứ người ta không dùng, tuyệt đối không, các bạn không dùng các đồ ni lông và nhựa cho với các vào với các nước để chúng ta muối dưa mà lên men, không tốt cho sức khỏe nha các bạn. Giờ chúng mình sẽ chuẩn bị cái khâu muối cà với Misu nha. Trước hết các bạn là phải để khi các bạn mua cà về, như Misu nhắc là các bạn hãy để cho cà nó héo héo khoảng độ một ngày đi, giống như là chúng mình làm với dưa đó. Thế rồi thì muối cà nó sẽ ngon, và cái cà này rất là ngon các bạn ạ, nó giòn lắm. Bây giờ trước tiên, việc đầu tiên đã này, vì cái cà này nó có nhựa và để giảm bớt cái độc tố ở trong cà đi, thì các bạn lấy một cái chậu nước này, các bạn sẽ cho Misu khoảng độ 1 tablespoon muối, muối tinh cũng được hoặc là muối hạt cũng được nha các bạn. Thế và thêm một cái mẹo nữa đây, là các bạn vắt cho Misu một ít chanh
tầm khoảng độ 2 teaspoon hoặc là 1 phần 2 thay 4 spoon, hay là bằng thìa canh đấy các bạn. Một nửa thìa canh các bạn sẽ cho vào đây để chống cho cái cà nó bị thâm đấy các bạn ạ. Thế rồi, tiếp theo này, chúng ta sẽ nhẹ nhàng lấy cái dao thật sắc này, chúng ta lấy bỏ cái núm vẩy cà ra, nhưng mà đừng có cắt vào thịt nha các bạn, để như thế này. Chúng ta sẽ cho vào đây và ngâm ở đây cho misu ít nhất là 1 tiếng nha các bạn. Đây, như thế này này. Các bạn nhẹ nhàng lấy cái dao sắc, các bạn cắt cái núm, bỏ cái núm này ra, nhưng đừng có cắt vào thịt nha các bạn. Đây, như thế này này. Cứ như vậy thì các bạn sẽ cắt vào đây và chúng ta sẽ ngâm cho misu cùng với lại nước muối loãng với lại một ít nước cốt chanh. Chúng ta sẽ ngâm vào đây từ ít nhất là 30 phút đến 1 tiếng. Trong khi chờ đợi chúng ta ngâm cà để cho cà nó thải bớt cái nhựa ra, thì bây giờ chúng ta sẽ làm công đoạn chuẩn bị nha. Giềng đây này, Misu nhắc là các bạn mỗi 1 cân cà thì các bạn sẽ lấy 1 củ giềng, hoặc nếu không có giềng thì là gừng, là 2 đốt ngón tay các bạn thái nhỏ ra cho Misu. Mỗi 1 cân cà thì là 5 cái tép tỏi thì các bạn có thể đập dập ra, nhưng mà Misu thì không, mà Misu cắt thành từng cái miếng một là như thế này nha các bạn. Vì Misu đây là muối 2 cân. Thế còn ớt thì tùy các bạn, ớt ngọt hay ớt ớt cay thì tùy các bạn sẽ lựa chọn nhiều hay ít nha. Tiếp tục bây giờ thì chúng ta đi hòa cái nước để chúng ta muối dưa cà. Và các bạn biết không, muối cà này sẽ khác với muối dưa. Đó là phần nước thì chúng ta sẽ là nước nguội nha các bạn. Như ở nhà thì các bạn gọi là nước lọc đun sôi để nguội, nhưng ở bên Mỹ này ấy, thì chúng ta chỉ có lấy nước từ nước lọc, từ cái bình nước ra thôi, thì chứ không phải đun nước đâu các bạn. Và đây là mới tỷ lệ này, 1 lít nước thì Misu sẽ cho 2 thìa canh hay là 2 tablespoon muối và 1 tablespoon đường, tỷ lệ 2:1. Các bạn cho vào đây và hòa đều lên cho Misu. Chúng ta quậy đều lên này cho đường với muối tan ra. Misu nhắc lại là muối cà thì chúng ta lại không dùng muối nước ấm như là muối dưa nha các bạn, mà dùng nước lọc đun sôi để nguội, hoặc là nước ở bên Mỹ là nước chúng ta từ cái máy lọc đó. Chúng ta quậy đều lên. Đây là 1 lít nước thì các bạn cứ theo cái phần cà thì phải ngập cà, cho nên là cứ theo cái tỷ lệ như thế này. Nếu như mà thiếu nước thì các bạn lại cứ pha thêm theo đúng tỷ lệ 1 lít nước là 2 muối 1 đường nha các bạn. Sau 1 tiếng mà các bạn ngâm cà để cho nó thải bớt cái nhựa độc ra, thì các bạn sẽ rửa sạch sạch qua nước và các bạn để ráo. Thì đây là phần cà pháo đây các bạn. Và Misu nhắc là người miền Bắc thì hay nấu hay muối bằng cà pháo xanh nó như thế này. Mà đây là cà pháo của Thái nha các bạn. Rất là ngon, rất là giòn. Các bạn ở nước ngoài không có cà pháo giống của mình thì các bạn nhớ theo Misu để làm cái này, ngon vô cùng. Misu còn thích hơn cái cà pháo bình thường đó. Thế và như Misu nói, muối dưa muối cà chúng ta bao giờ cũng phải là lọ thủy tinh. Thế thì hoặc là hũ sành, hũ sứ nha các bạn. Ngày xưa là ở nhà là mọi người toàn muối bằng những cái vại sành, vại sứ thôi. Và đây là một cái mẹo đây. Trước hết các bạn cho Misu 2 teaspoon muối hạt hoặc là muối tinh vào đây nha. Là cái phần này ấy, nhưng không pha với nước muối, mà cái này muối riêng là ở dưới để cho đáy lọ, là để cho cái khi mà chúng ta muối cà đó là nó sẽ không bị thâm, không bị nổi váng nha các bạn. Nổi váng là chúng ta phải lèn cà, nén cà. Bây giờ chúng ta sẽ cho này, ớt vào đây này, giềng này, tỏi này. Đó, các bạn cho vào. Sau đó chúng ta sẽ đổ nước vào. Và nước ở đây cũng khác với muối dưa nha các bạn, là chúng ta dùng nước lọc để nguội. Các bạn chỉ cho Misu như thế này thôi. Và bắt đầu chúng ta sẽ cho cà vào. Và cà này muốn không nổi váng, không bị thâm đen thì chúng ta phải nén nha các bạn. Là mà nén ấy thì là nén bằng cũng các dụng cụ, bằng đồ sành, đồ sứ hoặc đồ thủy tinh, chứ không dùng cái như các bạn vẫn nói là dùng với ni lông với nhựa
là đối với những cái đồ này, đồ muối này là không tốt các bạn ạ. Đấy, nói như thế này rồi, đến đây thì các bạn lại cho misu thêm ớt này, riềng này, tỏi này. Và đây các bạn chọn một cái dụng cụ như thế này, vừa cái miệng hũ và nén nó xuống như thế này đấy các bạn. Đó. Mà cà các bạn nhớ là cà phải nén, nhưng mà nén bằng các dụng cụ là thủy tinh, sành, sứ, không nén bằng các đồ nhựa hay ni lông. Và như vậy chúng ta sẽ để như thế này. Nếu như mà ở nhà ấy, thì chỉ trong khoảng độ 2-3 ngày là được thôi. Nhưng mà ở nước ngoài trời lạnh đó thì misu phải để từ 5 ngày đến 1 tuần. Khi mà cà nó bắt đầu nó chín, nó giòn, giòn tan, cái cà này giòn ngon lắm, thì các bạn cho vào tủ lạnh ăn dần. Và misu đậy lại. Xong rồi đây các bạn, một lọ này là misu muối được 2 pound. Và chúng ta sẽ được hai hũ như thế này. Và các bạn nhớ lời của misu nói là tất cả những cái dụng cụ này cà là phải nén, và nén thật chặt xuống thì nó sẽ không bị váng cà và không bị thâm cà nha các bạn. Và sau đó thì chúng ta sẽ đậy chặt lại để vào đây. Và như vậy là misu đã được hai hũ rồi đây. Ta-da, hai hũ cà. Chúng ta sẽ chờ thêm khoảng độ 5-7 ngày nữa thì misu sẽ mời các bạn cà thật là ngon nhé. Cà đã chín, sau 5 ngày misu để bên cửa sổ rồi đây các bạn ơi. Đó, bây giờ thì misu sẽ lấy cà ra và misu mời các bạn nha. Bởi vì cái mớ cà này gửi từ Washington DC xuống cho misu, cho nên là có một số quả nó bị dập, cho nên nếu mà những cái quả nó bị dập ấy, thì nó sẽ có những cái nốt thâm đó các bạn. Còn nếu như mà các bạn mà chọn mà cà nó tươi ngon, nó không có bị xước xác ấy, thì cà sẽ rất là đẹp các bạn ạ. Nhưng mà cà này muối ăn giòn ngon lắm các bạn ơi, nhất là chấm mắm tôm thì tuyệt vời luôn. Giờ misu sẽ mời các bạn nhá. Các bạn cứ muối theo cách của misu, các bạn nhìn thấy cái nước nó trong không, và cà nó rất giòn ngon, nó không bị váng đi các bạn này. Và nếu như mà các bạn gà đã chín rồi như thế này thì các bạn sẽ để vào trong tủ lạnh luôn rồi các bạn sẽ ăn dần nhá. Misu sẽ mở ra này, lấy mời các bạn đây. Và cà để cho nó không bị nổi váng, cà là phải nén nha các bạn. Các bạn đây này, các bạn phải nén chặt như thế này này và ngập nước thì cái cà nó sẽ rất là ngon các bạn ạ. Các bạn cứ nén chặt vào cho misu. Và bây giờ thì misu sẽ vớt ra cho các bạn xem này. Ngon không các bạn? Quả cà rất là ngon luôn này. Wow, cái màu yêu chưa? Để misu cắn luôn ra mời các bạn nha, ngon lắm. Chấm mắm tôm thì tuyệt luôn á. Tuyệt vời các bạn ạ. Các bạn nhìn em ấy này. Ngon quá, misu sẽ xin một miếng nữa. Và nếu các bạn thích thì misu xin mời các bạn vào bếp muối cà cùng với misu nha. Bất bại và rất là ngon, nhất là với cái cà Thái Lan này đấy các bạn ạ.